so cute. You're waiting for sugar cane? No, I was gonna get something, but I don't know. Thank you. We just been there. Ân Điển here. Yeah. Many people. Yeah, I know. We just stayed across the road. My wife's in the shop, so we just stayed. Okay. We just had lunch. Okay. Thank you so much. You have a happy Easter. Yeah, you too. Enjoy yourself. Thank you. Bye-bye. Spice. See, he eat duck, Sam, you. Look at this. Mày đứng lên đi, tao chụp hình mày nó là đi lên. Why? I know. Are you waiting? Are you guys waiting? No. Trời ơi, tôi tưởng quay thêm cho em ly nước mía lớn đi. Nửa đá, chanh nhiều. Đâu rồi? Chị, bữa nay không có gì, đồ ăn không có cháo lòng, không có gì hả? Nè, con lấy tiền cho Thói lại nè, Bimen. Lấy tờ 50 cho cô Thói lại đi, tờ 100 đô. Con đưa tờ 50 đi. Dạ của em với lại bịch đó luôn. Mấy bữa có cháo lòng mà. Không, em mới rút ra 150 á. Ủa, bánh lọt đâu mà quá hậu ơi, lấy thêm này hai cái. Hai. Dạ hai. Hai cái, cổ biết á. Em đưa chị 50 á. Hôm qua tôi nấu chè đậu đỏ nha rồi. Quá hậu ơi, quá hậu, quá hậu đi chơi về Việt Nam về đã không? Hả? Chơi gì? Tôi đưa 50 rồi đó bà. Tôi đưa 50. Bà nội lấy ly nước mía ra cho người ta uống đâu rồi. Tự nhiên cột nó đang chi vậy? Gặp cái bà hoa hậu này thiệt á. Chán cái bà hoa hậu này dễ sợ luôn á thiệt. Nước mía người ta uống mà đi. Cơm đặc biệt hả? Cơm chiên gì? Ở chị thì dễ thương quá, giống chị ở Vũng Tàu ghê luôn á. Lấy nước mía này uống con. Con bỏ tiền vô túi đi, bỏ tiền vô túi đi. Ủa? Sao không? Bà nội nói gì vậy bà nội? Cho em một ly, cái này nó dễ vậy ấy lắm. Giờ lấy ra uống, tự nhiên bánh đi bà cột vô hết. Kém hoa hậu. Cho em, cho lấy em uống. Xỉu rồi hả chị? Xỉu, xỉu tối vậy đó, đếm tiền hết xỉu rồi cưng. Đúng rồi, lấy tiền hết xỉu. Tối giờ đếm tiền hết xỉu mà hoa hậu. Trời ơi. Chán ghê. Vivian con cầm cái này đi, mày cầm nước mía. Cảm ơn chị. Happy Easter. Gì? Lộn. Tiền gì? Hả? Bà thối tiền chưa? Trời ơi, tôi sợ mấy má này luôn. Mấy nhà bị bà bán nhiều quá phải không? Bị khủng hoảng phải không? Và hôm nay busy quá đây, crazy. Can whatever the name. Hey. Right here. No, I need to get my food. Really? I want my food. Đây. Cái thằng đi bên. Người ta đang để ý mày, người ta đang chuẩn bị giật túi mày đó. Cái thằng nó spa mày đó. Đi qua đây, tao mua đồ, đi qua đây. Đứng yên đó đi. Xoay cái mặt qua đây bà nội. Xoay cái chân quanh kia. Xoay cái mặt qua đây. Thôi đi. Mệt quá. Sợ không?